Nhạc sĩ Duy Khánh từ tình duyên đến sự nghiệp đều vướng đầy thăng trầm. Lúc nhỏ thì bị gia đình ngăn cấm, ông một mực làm theo ý mình để sống trọn với đam mê. Tình cảm thì long đong với ba người vợ và hai mối tình đơn phương với ca sĩ Thanh Thúy và Băng Châu, nhưng không được đáp lại. Sau này khi quyết định đến vùng đất Hoa Kỳ như mong muốn, Duy Khánh lại không ngừng nung nấu nỗi nhớ quê nhà và muốn được trở về. Ông nhớ tất cả những thứ ở quê hương mà ông đã từng muốn rời xa để quên hết quá khứ. Từ sự nghiệp đến cuộc sống của nam nhạc sĩ đều gặp nhiều trắc trở ở nơi xứ lạ quê người. Đến cuối cùng không chống lại được số phận, ông ra đi bỏ lại tất cả sau lưng. Và sau đây chính là những khoảnh khắc mà kênh sẽ cùng Duy Khánh hồi tưởng lại một thời đã qua. Nghệ sĩ Duy Khánh, tên khai sinh là Nguyễn Văn Diệp, chào đời vào năm 1936 tại tỉnh Quảng Trị. Ngoài nghệ danh Duy Khánh gắn bó lâu nhất, ông còn được biết đến với các tên gọi khác như Tăng Hồng hoặc Hoàng Thanh. Trong đó, Duy trong nghệ danh lâu năm được lấy từ tên của nhạc sĩ Phạm Duy, người mà ông vô cùng ngưỡng mộ từ thuở mới chớm yêu nghệ thuật. Còn Khánh lại xuất phát từ tên của một người bạn tri kỷ. Ít ai biết rằng, Duy Khánh xuất thân từ một gia đình danh giá, thuộc dòng dõi quận công Nguyễn Văn Tường, vị phụ chánh đại thần nắm giữ quyền lực tối thượng qua nhiều đời vua Nguyễn. Do đó, ông được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục truyền thống, chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo và Phật giáo. Cha của ông là cụ Nguyễn Văn Triển, từng là nhà giáo trước khi giữ chức trưởng phòng hành chánh tỉnh Quảng Trị và là dân biểu thời đệ nhị Cộng Hòa, có tiếng nói trọng lượng trong tỉnh. Mẹ ông là con gái của cụ Thị Lan Bộ Công Đỗ Văn Diêu, gốc ở làng Đầu Kênh, Triệu Phong, nổi tiếng là người phụ nữ gương mẫu, nghiêm khắc. Trong dòng họ Nguyễn của Duy Khánh, có người đã kết hôn với Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, thuộc lực lượng kỵ binh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Xuất thân trong một gia đình con nhà nòi như vậy nhưng Duy Khánh vẫn quyết tâm theo đuổi nghệ thuật, một lĩnh vực không được xem trọng trong các gia tộc danh tiếng. Gia đình ông có 6 anh chị em, 3 nam và 3 nữ, nhưng hiện chỉ còn anh cả và chị cả còn sống, định cư tại Pháp và Canada. Từ nhỏ, cậu bé Diệp đã bộc lộ niềm đam mê ca hát hơn là học hành, khiến cha ông phải ra lệnh cấm đoán. Tuy nhiên, cậu bé Diệp không dễ từ bỏ sở thích của mình. Cứ mỗi lần đến trường, cậu lại tìm cách trốn đi để thỏa mãn niềm đam mê ca hát. Thậm chí, có những đêm cậu bé còn chui vào chung gạo, đóng kín cửa để hát nghêu ngao đến tận sáng. Giọng hát trời phú, trong trẻo và vang vọng đã hun đúc nên tâm hồn lãng mạn và bay bổng của Diệp. Cậu ấp ủ ước mơ trở thành ca sĩ, mang tiếng hát của mình làm rạng danh dòng họ quận công từ thời ông nội. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Diệp được gia đình cho phép chuyển từ quê hương Quảng Trị vào Huế để tiếp tục học lên trung học toàn phần. Như chim sổ lồng, chàng trai Diệp tại Huế chỉ chuyên tâm vào việc ca hát, chơi đàn, thâu đêm suốt sáng. Diệp nhanh chóng trở thành ca sĩ chính trong một ban nhạc trẻ tại đây. Tài năng của cậu được nhiều người biết đến và được mời vào Sài Gòn tham gia biểu diễn tại các rạp chiếu bóng. Thậm chí, khi mới 16 tuổi, Diệp đã có cơ hội song ca cùng danh ca Tuyết Mai. Cậu tự tin lấy nghệ danh là Tăng Hồng và mạnh dạn tham gia cuộc thi đơn ca do Đài Pháp Á tổ chức ở Huế. Sự ngăn cản quyết liệt từ phía gia đình cũng không thể làm chùn bước chàng trai đam mê nghệ thuật. Bất chấp mọi lời phản đối, cậu bé Diệp sau này là Duy Khánh đã quyết định nam tiến, chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Ông bắt đầu biểu diễn trên các sân khấu đại nhạc hội, đài phát thanh và thu âm đĩa nhựa. Ông cũng cộng tác với ban nhạc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, đi lưu diễn khắp đất nước. Thời điểm này, Duy Khánh trở thành một trong những nam ca sĩ nổi tiếng nhất. Dù cùng thời có những tên tuổi lớn như Anh Ngọc, Duy Trác, nhưng họ chủ yếu hát nhạc tiền chiến trên đài phát thanh hoặc thu băng, trong khi Duy Khánh lại chọn dòng nhạc dân ca, dễ dàng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Theo một bài báo năm 1957, Duy Khánh đã trót thương thầm ca sĩ Tuyết Mai từ thuở đôi mươi, nhưng khi đó, nữ danh ca đã có người trong lòng. Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên của Tuyết Mai tan vỡ, tình cảm mà Duy Khánh dành cho bà vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Hai người về chung một nhà vào khoảng năm 1957. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai với Tuyết Mai cũng không kéo dài được bao lâu. Chỉ sau gần 3 năm chung sống và có với nhau hai mặt con, Duy Khánh và Tuyết Mai lại quyết định đường ai nấy đi. Đầu thập niên 1960, ca sĩ Thanh Thúy nổi lên như một hiện tượng, là một trong những nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn nhất của dòng nhạc vàng, được rất nhiều người theo đuổi, trong đó có Duy Khánh lúc này đã ly hôn. Trong cuốn hồi ký của mình, tài tử, đạo diễn kiêm nhà biên kịch Nguyễn Long có kể lại. Vào năm 1963, Duy Khánh tổ chức một chương trình đại nhạc hội tại ba địa điểm là Huế,
Đà Nẵng và Quảng Trị, quê hương của ông. Phần kịch do ban nhạc Thăng Long, ca sĩ Thanh Thúy, Mai Vi, Khánh Băng và chính Nguyễn Long đảm nhận, với các vở kịch do Nguyễn Long sáng tác. Sau đêm diễn cuối cùng tại Quảng Trị, mọi người cùng di chuyển về Đà Nẵng để đáp chuyến bay trở lại Sài Gòn. Theo sự sắp xếp ban đầu, Duy Khánh sẽ cùng vợ chồng Nguyễn Long, Hoài Bắc và Thanh Thúy di chuyển trên chiếc xe Citroën từ Quảng Trị về Đà Nẵng. Tuy nhiên, để thể hiện tình cảm của mình với người đẹp Thanh Thúy, Duy Khánh đã quyết định không đi ô tô mà một mình lái xe Vespa về đến tận Đà Nẵng. Con đường dài hàng trăm cây số, đầy những khúc cua tay áo, gập ghềnh, lên xuống đèo dốc hiểm trở. Thế nhưng Duy Khánh vẫn điều khiển chiếc Vespa vun vút trước mũi xe Citroën. Nguyễn Long nhớ lại, có những lúc, anh Duy Khánh cố tình lái xe sát mép vực như muốn người ngồi trong xe hiểu được nỗi lòng của mình, một nỗi buồn da diết và sự bất chấp, thậm chí là sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống vì tình yêu. Nhưng cho dù Duy Khánh có bày tỏ như thế nào đi chăng nữa thì Thanh Thúy vẫn chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Năm 1964, Duy Khánh kết hôn với Âu Phùng, một vũ công xinh đẹp trong ban vũ Lưu Bình Hồng. Bà Âu Phùng là một cô gái người Hoa với vẻ ngoài khả ái, vóc dáng cao ráo và rất mực yêu chiều chồng. Hai người thuê một căn phố 2 tầng trên đường Trần Quang Khải, Tân Định và có với nhau 2 người con. Sau đó, họ chuyển về một căn nhà nhỏ trong hẻm đường Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai này cũng kết thúc sau vài năm chung sống. Kể từ đó, Duy Khánh trải qua một vài mối tình thoáng qua, trong đó nổi tiếng nhất là mối tình đơn phương ngắn ngủi với nữ ca sĩ xinh đẹp, cũng là học trò của ông, Băng Châu. Câu chuyện tình này sau đó được chính Băng Châu chia sẻ lại. Vào khoảng năm 1969, Băng Châu từ Cần Thơ lên Sài Gòn lập nghiệp, theo đuổi giấc mơ ca hát. Cô ở nhờ nhà ca sĩ Tuyết Nhung khoảng gần 2 tháng và được Tuyết Nhung dẫn đi gặp gỡ các nhạc sĩ nổi tiếng trong biệt đoàn văn nghệ Trung ương, trong số đó có Duy Khánh. Sau một thời gian ngắn quen biết, Băng Châu quyết định rời Sài Gòn trở về Cần Thơ vì cảm thấy cuộc sống nơi phồn hoa đô hội không phù hợp với mình. Sự ra đi của người đẹp khiến nhạc sĩ Duy Khánh hụt hẫng, tiếc nuối và sáng tác nên ca khúc Đêm Bơ Vơ. Một thời gian sau, ca sĩ Băng Châu quay lại Sài Gòn, gặp lại người thầy Duy Khánh. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của ông, Băng Châu dần khẳng định được chỗ đứng của mình trong làng nhạc Sài Gòn với hàng loạt ca khúc được khán giả yêu mến như Qua Cơn Mê, Nhớ Nhau Hoài, Trường Cũ Tình Xưa. Dẫu vậy, tình cảm giữa Duy Khánh và Băng Châu mãi mãi chỉ dừng lại ở mức tình thầy trò, không thể tiến xa hơn. Sau này, Duy Khánh kết hôn với người vợ thứ ba và chung sống đến cuối đời. Cả gia đình ông di cư sang Hoa Kỳ. Những tưởng cuộc sống mới sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn, nhưng không ngờ, quyết định này lại mở ra một bi kịch khác cho Duy Khánh. Những uẩn khúc trong tâm can Duy Khánh đã manh nha xuất hiện từ ngày ông đặt chân đến xứ người, 1988. Ông từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ bước sang trang mới khi cả gia đình được em trai bảo lãnh sang Mỹ, nhưng trái ngược với mong đợi, tâm hồn Duy Khánh ngày càng trở nên bạc nhược mỏi mệt. Dù đây là ca khúc ông sáng tác từ năm 1966 với lời nhắn nhủ dành cho những người bạn đã rời xa quê hương, nhưng giờ đây, chính ông lại hát ca khúc ấy cho chính mình, lệ tuôn trào khi bản thân cũng tha phương cầu thực nơi đất khách quê người. Khán giả không thể nào quên đôi mắt ngấn lệ của Duy Khánh mỗi khi ông thể hiện ca khúc Xuân Này Con Không Về và Người Lính Già Xa Quê Hương. 15 năm lưu lạc xứ người, Tết năm nào ông cũng hát, giọng ca nghẹn ngào xót xa. Người nghe không khỏi rơi lệ khi thấu hiểu nỗi nhớ mẹ hiền dù nghiêm khắc, nỗi nhớ anh em xa cách hàng trăm cây số không thể xung vầy. Từng mong muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình để tự do vẫy vùng, nhưng giờ đây khi cô độc giữa cuộc đời, ước muốn duy nhất của ông lại là được trở về quê hương. Suốt khoảng thời gian dài nằm điều trị tại bệnh viện vì tinh thần suy sụp, dẫn đến bệnh tình bùng phát, Duy Khánh đã được đông đảo đồng nghiệp đến thăm hỏi. Trong khi đó, vợ ông là chị Thúy Hoa cùng 3 người con trai Trường Sơn 27 tuổi và 2 con gái Quỳnh Tiên 25 tuổi và Quỳnh Trang 22 tuổi, đã thay phiên nhau chăm sóc cha. Sự ra đi của Duy Khánh không chỉ là nỗi mất mát to lớn đối với những người yêu mến tiếng hát của ông mà còn là nỗi tiếc thương vô hạn đối với những trái tim luôn hướng về cội nguồn. Quý khán giả nghĩ sao về nam nhạc sĩ Duy Khánh? Hãy để lại bình luận cùng chia sẻ với kênh nhé! Và đừng quên like, share để đón xem thêm nhiều nghệ sĩ yêu thích. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại!